Đây là cái phần thân trước nha các bạn. Cái phần thân trước thì sau khi các bạn thiêu theo hướng dẫn của mình đó các bạn, thì các bạn sẽ gắn nút hít vào nha. Thì mình sẽ đếm từ trên này xuống nè các bạn. Mình sẽ đếm từ trên này xuống là 13 ô. 13 ô thì mình sẽ đổ vào, mình gắn vào nút hít vào trong hai cái mũi thiêu chính giữa của cái hàng xanh nè các bạn. Hàng màu xanh bơ á. Bên này cũng thế. Mình sẽ gắn cho nó cân như thế này, rồi thì mình sẽ chập tiến hành viền nạp canh quát nha các bạn. Mình sẽ viền nó. Các bạn có thể nẹp ngược hoặc là nẹp xuôi gì cũng được nha các bạn, nhưng mà mình thì mình sẽ nẹp bình thường thôi các bạn, chứ mình không có cần nhất thiết phải nẹp ngược đâu các bạn. Tại vì mình đã nẹp thêm canh quát như thế này thì cái túi mình rất là đứng các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần nẹp này nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nẹp canh quát cái phần thân trước nha các bạn. Cái phần thân trước này thì mình sẽ sử dụng hai lớp canh quát nha các bạn, cho cái phần thân của mình nó được cứng cáp nha. Mình sẽ sử dụng sợi màu vàng nhạt này mình viền nha các bạn, tất cả đều viền bằng sợi màu vàng nhạt nha. Đây là mình đã gắn cái phần nút hít dưới rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ lên kim ngay chỗ này nha. Mình sẽ hướng dẫn cái này, mình sẽ hướng dẫn các bạn nẹp, quan trọng là cái phần gốc này nha các bạn, chứ mình sẽ không hướng dẫn các bạn nẹp hết đâu, vì cái clip nào mình cũng hướng dẫn các bạn thì nó sẽ thành thừa các bạn. Rồi các bạn sẽ lên một xích như thế này, các bạn đâm kim vào trong chân của mũi móc đó nha, mũi lỗ căng quát này nha. Cứ mỗi một ô thì mình sẽ nẹp cho đó một mũi móc đơn nha các bạn. Mình vừa nẹp mình vừa giấu đi cái phần sợi thừa nha các bạn. Đây, cái phần sợi thừa đây. Các bạn nẹp cho tới đầu mé đây, giờ mình đi tới góc này thì mình sẽ hướng dẫn nha. Sau khi các bạn nẹp liên tục cho mình 33 mũi móc đơn vào 33 ô canh quát đó, thì các bạn sẽ tiếp tục nẹp như thế này nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nẹp ngay chỗ cái đầu bo tròn này các bạn. Thì xuống hàng dưới này các bạn sẽ đâm kim vào mé bên trong này nè. Các bạn móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Các bạn đâm vào trong cái ô tiếp theo cho mình hai mũi móc đơn cùng chân nha. Rồi, các bạn lại tiếp tục đâm vào ô kế bên cho mình một mũi móc đơn nè. Rồi, tiếp tục đâm vào trong phía dưới này một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn cứ viền nha. Viền tiếp tục mỗi một ô lại là một ô canh quát một mũi móc đơn nha các bạn. Mình đã hướng dẫn xong các bạn bo cái phần cua tròn này nha. Rồi những chân móc tiếp những lỗ tiếp theo thì cứ móc vào đó, mỗi một lỗ sẽ là một mũi móc đơn nha các bạn. Rồi cái phần bo mé bên đây các bạn cũng móc như thế giùm mình nha. Ngay tại ba cái hàng mà mình cắt này nè các bạn, thì các bạn cũng móc giống như cũng các bạn viền giống như bên đây nha. Rồi các bạn cứ tiếp tục viền cho hết cái phần tấm thân trước này nha các bạn. Thì các bạn chú ý giùm mình ngay chỗ phần gốc bo này thì mé bên đây mình đã hướng dẫn các bạn nè. Thì bé bên đây các bạn cũng bo như thế, các bạn viền như thế nha. Rồi ngay chỗ hai cái góc vuông này nè các bạn sẽ bỏ gì đó cho mình một chân sẽ làm một ba mũi móc đơn nha. Hai mũi góc này nè các bạn. Rồi các bạn tiếp tục viền cho hết cho mình nha. Đây các bạn, phần thân trước sau khi mình nẹp canh quát xong thì nó sẽ như thế này các bạn, mình nẹp hai lớp luôn nha. Đây, cái phần góc này mình bo nó tròn như thế này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chốt sợi và chừa một đoạn dài để mình ráp cái ráp túi nha các bạn. Rồi cái phần thân này thì mình sẽ để mình khâu lót nha các bạn. Cái phần tấm mà nhỏ mà mình để thiêu mình gắn cái phần mắc cài các bạn, thì sau khi thiêu xong mình sẽ được như thế này nha. Thì các bạn sẽ thiêu như hình như thế này giùm mình nha. Thì các bạn mình đã hướng dẫn các bạn thiêu cái phần thân rồi á, thì các bạn nhìn cái này là các bạn biết thiêu nha. Thì mình sẽ thiêu cái phần ô màu vàng ẩn ép nè. Chữ ép xong thì ở trên mình sẽ thiêu 8 ngang 8 dọc phải là màu xanh bơ nha. Rồi lại thêm một cái ô màu vàng ẩn ép như thế này. Rồi. Sau khi các bạn thiêu xong á thì các bạn lại tiếp tục nha. Mình sẽ làm một cái tấm ốp ở bên trong là các bạn mình che đi cái phần phần thừa phần xấu này. Thì có hai cách nha các bạn. Thì có hai cách nha, một đó là các bạn cắt thêm một cái tấm canh quát như thế này nè,
Rồi các bạn sẽ thiêu nha, nhưng mà các bạn sẽ thiêu cho nó hơi thưa ra, đừng có thiêu như mũi này hoặc thiêu như thế này cũng được luôn, là tùy các bạn thôi. Thì các bạn thiêu các bạn xong các bạn chập vào hai tấm thì các bạn sẽ nẹp hai tấm này lại ghiền lại với nhau. Còn như mình thì mình sẽ làm giống như cái phần quay bán xích luôn. Thì mình hướng dẫn cho các bạn cái mẫu này thì các bạn làm luôn cái phần quay bán xích giùm mình nha. Cái này chỉ khác là nó chỉ là có ba ô hình, ba ô như thế này thôi. Còn cái phần quay bán xích thì nó sẽ là tới 8 nha các bạn. Đây, cái phần quay bán xích thì các bạn sẽ thiêu tới 8 ô nha. 8 ô quả tiết như thế này. Rồi. Thì cách làm giống nhau nha. Cái phần quay bán xích đó mình chỉ hướng dẫn các bạn cách thâu cái đầu để vô cái phần D thôi. Rồi cái phần còn cái phần mà tấm móc với phần nẹp viền á thì mình các bạn sẽ xem cái phần tấm mắc cài này các bạn làm y như thế nha. Rồi. Để làm cái tấm ốp mé bên trong của cái phần mình sẽ gắn mắc cài á thì các bạn sẽ lấy sợi lên kim như thế này cho mình. Các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi móc xích nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua mũi móc xích đầu tiên nè, các bạn móc vào mũi móc xích thứ hai cho mình một mũi móc đơn nha. Các bạn cứ móc mỗi chân một mũi móc đơn. Đây, khi các bạn móc xong hàng đơn đầu tiên á, thì các bạn sẽ đưa vào trong cái phần tấm canh quát này các bạn ướm thử nha. Thì các bạn thấy nó vừa như thế này là ok nha các bạn. Còn nếu mà nó bị dư thì các bạn sẽ tháo ra bỏ nha. Rồi các bạn sẽ lên cho mình một xích nè, xoay ngược sản phẩm lại bỏ qua chân móc đầu tiên nè. Móc vào chân móc thứ hai cho mình một mũi móc đơn. Mỗi một chân các bạn móc vào đó cho mình một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn lại lên cho mình một xích nha, tiếp tục bỏ qua chân móc đầu tiên, móc về chân móc thứ hai cho mình một mũi móc đơn. Rồi lại lên một xích nha. Các bạn cứ móc nha, móc dài lên cho thế khi nào cái tấm móc của mình các bạn nó bằng với cái tấm canh quát này thì mình sẽ tiến hành nẹp canh quát nha các bạn. Mình á thì ở đây mình cái số cái tay móc của mình cái dùng cái kim này á các bạn, khi mà mình móc sợi dệt á thì ngang với dọc sẽ bằng với ô canh quát luôn nha các bạn. Thì thành thử ra ở đây 9 ô thì mình sẽ móc 9 mũi móc đơn và mình sẽ móc lên, ở đây là 25 hàng này các bạn, 25 ô thì mình sẽ móc lên đúng là 25 ô thì mình sẽ tiến hành nẹp canh quát nha. Thì các bạn cứ móc lên thì khi mà tới lúc đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Đây nha các bạn, sau khi mình móc được một cái tấm móc mà các bạn áp vô trong cái phần canh quát này là các bạn thấy nó bằng như thế này thì mình sẽ tiến hành nẹp canh quát nha các bạn. Thì mình lên một bính nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ xoay ngược lại nha, mình sẽ không nẹp theo cái bề bên cái tấm móc mà mình sẽ nẹp vào theo cái bề bên cái tấm thiêu nha các bạn. Đây, thì lên một bính mình sẽ đâm kim vào đây nha các bạn. Mình sẽ nẹp thì mỗi một ô là một mũi móc đơn nha. Một nè. Rồi
ngay chỗ cái phần bốn ô góc, cái phần nẹp này thì các bạn chú ý giùm mình thôi, cái ngay chỗ bốn cái ô góc này các bạn sẽ nẹp vào đó cho mình hai mũi móc đơn nha. Mình đã móc một mũi rồi thì mình sẽ móc thêm mũi thứ hai nè. Rồi sau đó thì các bạn lại tiếp tục nẹp nha, cứ mỗi một ô gân quát các bạn sẽ nẹp cho mình một mũi móc đơn nha. Đây, ngay tại ô góc này các bạn cũng thả vào cho mình hai mũi móc đơn nha các bạn. Một nè. Hai nè. Các bạn cũng nhớ cặp cái sợi dây này mình móc theo luôn nha các bạn. Rồi. Các bạn cứ như thế các bạn nẹp cho hết tấm tấm móc này giùm mình nha. Mình nẹp giáp vòng luôn nha các bạn. Sau khi các bạn viền xong giáp vòng thì các bạn sẽ cắt sợi cho mình nha. Các bạn chừa cho mình một đoạn sợi ngắn như thế này để mình khâu cái phần cái tấm trang trí này vào trong cái phần thân nắp, phần thân trước, phần sau nha các bạn, cái phần nắp ngay chỗ cái đoạn nắp đó các bạn. Cái phần thân sau này các bạn, cái phần thân sau và đây là cái phần thân sau và nắp nha các bạn, thì đây là cái phần giáp với cái phần ho đáy nha các bạn, thì đây là cái phần nắp nha các bạn. Thì cái phần nắp này mình xử lý bằng cách mình cặp thêm một cái tấm canh quát, mình nẹp mé bên trong để mình gắn cái phần nút hít nha các bạn. Thì khi các bạn làm xong cái phần mát trang trí khóa cài này nè các bạn, thì các bạn cắt sợi, các bạn nhớ chừa một đoạn để mình khâu nha. Thì các bạn canh, các bạn ráp làm sao cho cái phần viền, cái ô vàng mà ẩn chữ F này nè các bạn, nó nằm trùng với ở phía dưới nha các bạn, như thế này nè. Rồi thì các bạn sẽ khâu nha, các bạn sẽ khâu vào giùm mình, các bạn khâu vào cho mình một đường nha. Các bạn sẽ khâu hình chữ U như thế này, các bạn khâu từ đây qua đây, qua đây nha. Rồi cái phần này các bạn khâu bình thường giùm mình nha. Đây mình khâu như thế này nè các bạn, để đính cái phần trang trí này vào nha. Thì các bạn nhớ chú ý giùm mình, các bạn khâu ở bên cái phần phần ngang nha các bạn, chứ đừng khâu bên cái phần bầu nha các bạn, cái phần đầu bầu này để ráp chứ cái phần đáy nha. Cái phần nắp mình nó sẽ như thế này này. Đây. Rồi, cái phần này mình sẽ để mình khâu lót luôn nha các bạn. Khâu lót thì lúc các bạn khâu lót các bạn sẽ gắn cái phần nút hít, các bạn lòn cái phần tấm dĩ vào đây nha. Rất là dễ gắn nha, mình cũng để dành để mình khâu lót luôn. Cái phần quai bán xích này nè các bạn, thì các bạn sẽ thêu cho mình những cái dải ép như thế này nha. Đây mình sẽ thêu một cái chữ, hai chữ ép ngược như thế này, rồi lại tới một màu xanh như thế này, rồi cứ như thế này mình lặp lại nha các bạn. Nếu mà bạn nào biết thêu cái phần thân mình hướng dẫn rồi thì các bạn sẽ thêu được cái phần này rất là dễ dàng nha. Các bạn sẽ thêu hết cái phần cái tấm canh quát mà mình hướng dẫn các bạn cắt, thì các bạn sẽ được một cái tấm thêu như thế này. Thì sau đó các bạn chỉ việc là móc thêm một cái tấm móc, rồi các bạn viền vào nha các bạn.
thì mình sẽ không có hướng dẫn các bạn làm một cái tấm lớn này như thế này, mình chỉ hướng dẫn các bạn lúc mà mình thu mũi để mình vào đê thôi nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trên cái phần mác cài nha các bạn, cái phần mác mà mình, phần tấm nhỏ mà mình sẽ gắn cái mác mình trang trí với các bạn, thì cách làm nó vẫn y hệt như thế nha các bạn. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho cái phần quai mác xích này nha. Cái phần quai mác xích mà để đeo trên vai các bạn, thì sau khi các bạn viền nè, các bạn móc thêm một cái tấm móc nè, rồi các bạn áp vào phía dưới nè các bạn, thì các bạn chập thêm cái phần tấm mà các bạn thêu hình chữ F nè các bạn, thì các bạn sẽ viền cho mình nhan nẹp canh quát bình thường nha. Thì mình sẽ nẹp từ trên này mình nẹp xuống các bạn, để cho cái phần thuận của cái túi nó được đỡ lên trên trên cái bề mặt đó, các bạn nó được đẹp nha. Thật ra ở dưới nó cũng đẹp thôi, bình thường mình làm như thế này nha các bạn. Thì các bạn cứ nẹp bình thường, mỗi một ô canh quát các bạn sẽ nẹp cho mình là một mũi móc đơn nha, nhưng mà riêng tại bốn cái ô gốc đó, thì các bạn sẽ thả vào đó cho mình mỗi một ô là hai mũi móc đơn nha. Đây mình thả vào đây hai mũi móc đơn này các bạn thấy không, mỗi một ô sẽ là hai mũi nha. Rồi sau khi các bạn viền giáp vòng như thế này các bạn, thì các bạn để ý giùm mình nha, để làm quai bán xích đó, thì các bạn phải đưa nó vào đê nha các bạn. Mà đưa vào đê thì mình sẽ sử dụng cái đê trung này nè các bạn. Mình sẽ sử dụng cái đê trung này cho nên mình sẽ tiến hành thâu như các bạn. Tại cái đê trung cái bề ngang của nó nhỏ lắm các bạn, tầm 5 mũi hay 4 5 mũi hả các bạn. Thì sau khi các bạn viền nè, ngay từ đầu các bạn thả vào ô này một mũi, thì các bạn kết vòng các bạn sẽ thả ở đây một mũi nha. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục móc luôn, các bạn không có kết hàng nha. Các bạn sẽ đâm kim vào trong chân của mũi đơn đầu tiên nè, các bạn lấy sợi nè. Rồi các bạn đâm kim vào trong mũi đơn thứ hai nè, các bạn lấy sợi cho mình. Rồi các bạn lại tiếp tục móc mỗi một chân là một mũi móc đơn nha, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè. Khi các bạn móc liên tục được 5 mũi móc đơn và 5 chân móc tiếp theo, thì các bạn lại tiếp tục thông hai mũi này giùm mình nha. Một mũi nè, các bạn rút sợi lên, các bạn không chốt nha. Rồi các bạn lại đâm kim vào chân móc tiếp theo, các bạn rút sợi lên và móc cho mình một mũi móc đơn. Đây vậy là từ 9 mũi thì mình đã thâu còn 7 mũi nha các bạn, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi các bạn lại tiếp tục lên một xích cho mình. Các bạn lại xoay ngược sản phẩm nha, thì các bạn lại tiếp tục thâu hai mũi đầu giùm mình nha. Đây, thâu 7 mũi thành 5 mũi nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Rồi tại hai chân này mình sẽ thâu thành một mũi dần một nè, mình kéo sợi lên nè. Rồi mình lại đâm kim vào, mình kéo sợi lên và rút vô hết nha các bạn. Rồi các bạn lên lên cho mình một xích nha. Rồi sau khi các bạn lên một xích thì các bạn sẽ sử dụng đê này nè các bạn, cái đê trung á các bạn đưa vào đây nha. Rồi mình sẽ tiến hành đưa đê trung vào nha. Mình móc nè, mình đâm vào chân mũi và đâm qua đê luôn. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi, năm mũi. Rồi như thế này nha các bạn, là mình đã đưa đê vào được rồi nha các bạn. Thì các bạn sẽ chốt sợi cho mình nha. Cái phần sợi này mình sẽ không có chốt bằng cái mũi xích nha các bạn. Các bạn sẽ rút qua hết luôn. Đây mình sẽ cắt một đoạn sợi. Rồi mình sẽ rút qua hết như thế này. Các bạn đừng chốt bằng cái mũi bính, nhìn nó không có đẹp nha các bạn. Thì mình sẽ đưa kim vào như thế này nè các bạn. Mình sẽ giấu cái phần sợi này đi. Các bạn giấu dọc qua mé bên đây nè các bạn. Các bạn giấu được ở chỗ nào thì các bạn giấu nha. Các bạn giấu hơi kỹ một chút xíu thì nó sẽ chắc nha các bạn. Đây, mình sẽ kéo xuống như này. Rồi, sau đó thì mình sẽ không có cắt liền ngắn đâu nha các bạn. Rồi, mình sẽ hơ đi các bạn. Rồi, mình sẽ luồn kim nha. Mình sẽ dùng kim đầu nhỏ đó các bạn, mình luồn ở dưới này nè. Rồi mình sẽ kéo kéo cái phần sợi này cho nó nằm ở bên trong đi các bạn.
Rồi. Rồi, mình luồn như thế này mình giấu là đã chắc rồi nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục làm như cái phần mép bên đây nha. Phần mép bên đây không có sợi thì mình sẽ lấy sợi thêm nha các bạn. Cũng thế thôi các bạn, thì các bạn chú ý giùm mình là ở đây chân này mình có hai mũi nè, một mũi hai mũi thì mình sẽ chỉ lấy mũi bên trái thôi nha các bạn. Rồi các bạn lên sợi nè. Rồi lên một xích nè, mình sẽ đâm kim vào trong chân của mũi này, mình kéo sợi lên nè, mình đâm kim vào mé bên đây. Kéo sợi lên, lên một mũi nè. Rồi tiếp tục móc cho mình thêm 5 mũi nữa. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5. Vừa móc thì các bạn vừa kẹp cái phần sợi thừa đi theo nha các bạn để một cho nó chắc nha. Rồi còn hai chân cuối cùng là các bạn sẽ móc gom lại thành một mũi nha, như thế này. Rồi các bạn kéo sợi lên, lên một xích cho mình, tiếp tục thâu thêm một lần nữa nha. Mình sẽ thâu hai mũi đầu thành một mũi nè. Rồi mình lại móc thêm 3 mũi, 1 2 3. Rồi mình tiếp tục thâu hai mũi cuối thành một mũi. Lên một xích nè. Rồi mình lại tiếp tục đưa cái phần D vào. Đây mình đưa cái phần D này vào nha các bạn. Rồi mình sẽ móc vào đây 5 mũi móc đơn nha. Giống như đầu mé bên kia thôi. 1 nè. 2 nè. 4. 5. Rồi cũng giống như mé bên kia nha các bạn, như thế này là xong rồi, thì mình sẽ cắt sợi đi. Vậy là giấu sợi nha các bạn. Mình sẽ giấu sợi như thế này. Rồi mình sẽ rút luôn cái phần sợi mà mình vừa hơi vào nha các bạn. Rồi còn cái phần sợi này thì mình cắt cho sát rồi mình hơi nhẹ nữa nha các bạn. Dệt này các bạn phải cắt làm tới đâu các bạn hơi liền để nó sẽ bị tuôn sợi nhanh lắm nha các bạn. Rồi các bạn hơi khéo như thế này thì không có bị xấu đâu nha các bạn. Rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần quay bán xích nha các bạn. Lỡ cái phần này rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho nó hoàn thiện cái phần này luôn nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mở xích luôn nha. Mình thấy một số bạn á, gỡ gắn mở xích ra, mở xích vô rất là khó các bạn, còn mình thì mình thấy rất là dễ luôn á. Không có gì phải khó. Đây là cổng xích mình sẽ chia làm hai phải không các bạn, thì mình sẽ mở ngay cái mắt này. Để mở xích dễ thì các bạn phải có một cái kéo như thế này nha các bạn. Đây cái kéo này mình xài lâu lắm rồi. Đây mình sẽ mở ra ngay chỗ này thì mình sẽ gắn vào đây nha các bạn. Và khi để gắn vào thì các bạn gắn vào rồi thì đâu có gì khó, các bạn dùng cái phần này nè các bạn. Đây mình sẽ bóp lại. Đây. Mình sẽ bóp cái phần mắt xích này lại nha các bạn. Rồi, như thế này là nó đã chắc rồi. Còn mép bên đây cũng thế nha. Mở xích ra mình cũng dùng kéo này, nhưng mà mình sẽ dùng cái mũi.
Mà nếu các bạn dùng kéo nào để mở xích rồi thì đừng đừng có mơ là nó sẽ bén nha các bạn. Tại vì mình ấy vô sắt mà, inox mà. Rồi, mình bóp lại. Rồi, phần đầu máy bên đây thì mình sẽ câu vào đen nha, cua nha, mình xin lỗi. Đây, phần máy bên đây thì mình sẽ móc vào cua nha. Đây, mình sẽ câu vào cua như thế này. Đây, phần mé bên đây cũng thế nha. Mình thấy rất là dễ luôn các bạn, nhẹ nhàng, mình không có phải dùng nặng nhọc cái gì hết trơn. Nhưng mà mình thấy sao mà có một số bạn á, khi mà gỡ xích, tháo xích đồ thấy rất là vất vả nha các bạn. Sẵn nay có dịp á, thì mình chia sẻ cách mình làm luôn. Mình là đứa lười nên mình hay nghĩ ra nhiều chiêu nào làm cho nó dễ. Đây nha các bạn, đây là cái cọng dây bán xích mình đã làm xong nha. Đây, vậy là đã xong cái phần này nha các bạn. Cái phần này đeo rất là im các bạn, tại vì mấy bên trong mình có móc một cái tấm này các bạn, nhìn nó hơi to to nha các bạn, tại vì nó tới là 9 lô kênh quát, nhưng mà nhìn nó rất là, nhiều khi những cái gì mà nó hơi thô thô một chút nó cũng có nét đẹp riêng nha các bạn, nhìn nó hơi bụi bụi nha. Rồi, mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần quay bán xích này nha.